Từ lâu, muối thực sự là một vấn đề đối với các đồ dùng hoặc ngôi nhà được thiết kế bằng gỗ bởi chúng thật sự có thể làm sập cả một khu vực chuồng trại chỉ trong một thời gian ngắn, khiến gia súc luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Bạn sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng muối đã xâm lấn từ hơn 4.000 năm trước và văn minh của loài muối thậm chí còn lâu đời hơn văn minh của loài người. Nào, hãy cùng chúng tôi khám phá để thấy quá trình xâm lấn của muối như thế nào nhé! Quá khủng khiếp, muối đã xâm lấn con người từ 4.000 năm trước như thế nào? Nếu di tích lịch sử của nhân loại còn tồn tại lâu đời và nguyên vẹn nhất là kim tự tháp Ai Cập, thì có một loài sinh vật cũng tồn tại nguyên vẹn cả một di tích hoàn chỉnh sâu bên dưới lòng đất. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2018, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một loạt lớn các gò muối nằm cách đều nhau vẫn còn tồn tại ở đông bắc Brazil. Các ổ đất đã bao phủ một khu vực có diện tích bằng Vương quốc Anh và đặc biệt nó có tuổi đời lên tới khoảng 4.000 năm. Các bạn có thể nhìn thấy hàng triệu gò đất nằm trên mặt đất thực tế không phải là tổ muối. Tổ muối thực chất nằm ở bên dưới mặt đất. Các ụ đất là kết quả của quá trình đào chậm rãi và đều đặn của côn trùng trên một mạng lưới các đường hầm ngầm được kết nối với nhau. Hoạt động của muối trong hàng ngàn năm đã tạo ra một lượng lớn đất lắng đọng trong khoảng 200 triệu gò đất hình nón, mỗi gò cao khoảng 2,5m và rộng 9m. Các gò đất phần lớn ẩn khuất khỏi tầm nhìn trong các khu rừng rụng lá hoàn toàn, bán khô hạn, bụi rậm gai góc đặc trưng của vùng đông bắc Brazil. Chúng chỉ được thực sự xuất hiện trước mắt con người, bao gồm cả các nhà khoa học khi một số vùng đất được khai hoang để chăn thả trong những thập kỷ gần đây. Công trình đặc sắc của loài muối đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn nữa về sinh vật này. Điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn nữa là khả năng xâm lấn của loài muối trong đất. Chúng có thể phá vỡ các tầng cấu trúc đất đá cứng rắn nhất và không có loại gỗ nào có thể chống chọi được với sự tiêu diệt của muối. Vậy, muối phá hủy gỗ như thế nào? Bạn có biết cấu tạo chính của gỗ là cellulose mà đây lại là thức ăn chính của muối? Muối được trang bị các bộ phận miệng đặc biệt để nhai gỗ và các nguồn cellulose khác. Cộng với các vi sinh vật như vi khuẩn, động vật nguyên sinh và một sinh vật tương tự như vi khuẩn được gọi là archaea. Các vi sinh vật này cho phép muối phân hủy cellulose thành các chất dễ tiêu hóa, do đó cho phép côn trùng có được năng lượng duy trì sự sống và các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Vì vậy, chúng ta có thể thấy các công trình bằng gỗ thường rất không bền vững, nó chỉ có thể tồn tại hàng trăm năm, sau đó sẽ sụp đổ do muối phá hoại.
Đến ngày nay, nhiều trang trại chăn nuôi cũng được xây dựng bằng gỗ và tất nhiên họ phải đối mặt với sự phá hoại của chúng. Một điều tồi tệ nhất đối với chủ trang trại khi mối là loài xâm lấn thầm lặng, chúng thường ăn sâu vào các tấm gỗ bên trong trang trại trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Do đó, chỉ sau khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm khi phát hiện ra thì đã bị hư hại nặng. Nếu trang trại bị ảnh hưởng bởi mối thì chắc chắn kinh tế của họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Khiến không những thế, gia súc và vật nuôi bên trong trang trại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mối đe dọa từ mối luôn tiềm ẩn xung quanh. Do đó, khi xây dựng trang trại chăn nuôi, cần lựa chọn các vật liệu bằng kim loại để đảm bảo độ bền và thời gian sử dụng. Theo bạn, có các phương pháp nào để kiểm soát mối bên trong ngôi nhà và trang trại? Xử lý mối xâm nhập có thể là một quá trình khó khăn và tốn kém. Vì vậy, phòng ngừa là cách tiếp cận hiệu quả nhất để tránh sửa chữa tốn kém hoặc thậm chí là hư hỏng kết cấu. Kiểm tra và bảo trì thường xuyên có thể xác định các lỗ hổng tiềm ẩn và giảm thiểu mối trước khi chúng trở thành vấn đề. Phương pháp phòng ngừa mối được cho là hiệu quả nhất là cần kiểm tra căn nhà và chuồng trại thường xuyên và giữ cho căn nhà luôn khô thoáng. Nếu mối đã xâm nhập vào trang trại, điều cần thiết là xử lý chúng. Để diệt mối hoặc ngăn chặn mối xâm nhập, thường cần phải can thiệp bằng hóa chất. Có nhiều loại thuốc trừ mối và nhãn hiệu khác nhau trên thị trường. Tuy nhiên, để an toàn, chủ trang trại cần có sự tham khảo từ các chuyên gia diệt mối. Ngành chăn nuôi phát triển trên khắp thế giới với hàng trăm giống lợn khác nhau đều có ưu điểm vượt trội và được áp dụng vào chăn nuôi quy mô lớn. Nhưng nhắc đến giống lợn lớn nhất và quý hiếm nhất, chắc hẳn không thể bỏ qua giống lợn Gascon đã từng có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng ngày nay, chúng được phục hồi và ngày càng phát triển về số lượng.
Vậy hãy cùng chúng tôi khám phá trang trại nuôi lợn lớn nhất thế giới nhé! Khám phá trang trại nuôi loài lợn lớn nhất thế giới. Mặc dù lợn Gascon từng có nguy cơ tuyệt chủng nhưng vẫn có nhiều đặc điểm quý giá. Giống như hầu hết các giống lợn cổ xưa, chúng có xu hướng trở nên rất béo nhưng chúng rất mạnh mẽ và khỏe mạnh. Tiết kiệm thức ăn và chịu được khí hậu nóng, với trọng lượng trung bình khoảng 250-350kg mỗi con, giống lợn Gascon cung cấp sản lượng thịt vượt trội trong ngành chế biến thịt lợn. Lợn Gascon được đưa đến các nhà máy chế biến khi đạt tối thiểu là 12 và tối đa là 24 tháng tuổi và có trọng lượng từ 98-181kg. Để hạn chế căng thẳng ở động vật, việc giết mổ phải diễn ra trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều sau khi lấy hàng từ trang trại cuối cùng. Những con lợn Gascon được đưa đến nhà máy chế biến cần được xử lý nhanh chóng, bởi lợn khi bị căng thẳng, sợ hãi thì chất lượng thịt sẽ bị suy giảm. Lợn được đưa vào nhà máy chế biến sẽ được xử lý bằng cách giết mổ nhân đạo. Từng con lợn được treo trên băng tải và công nhân thực hiện quy trình chế biến. Nội tạng được xử lý sạch sẽ, các bộ phận thịt được cắt thành từng miếng và đóng gói trước khi đến tay người tiêu dùng. Nhà máy chế biến cũng xử lý thịt lợn Gascon cho quy trình chế biến sau đó như thịt lợn đóng hộp, xăm bông hay xúc xích. Xăm bông sấy khô là sản phẩm chủ lực và có giá trị nhất từ lợn Gascon. Việc sản xuất giấm bông chất lượng cao ngày càng được phổ biến và cho ra đời nhiều loại sản phẩm dành cho người sành ăn, chất lượng cao hơn cho người tiêu dùng. Vì vậy, giá thành giấm bông từ loại thịt lợn này không hề rẻ. Giống lợn Gascon được định giá trong các sản phẩm thịt lợn và thịt lợn tươi chất lượng cao bởi chúng là loài lợn cung cấp sản lượng thịt cao, thời gian nuôi dưỡng dài và chủ yếu được cho ăn hữu cơ nên chất lượng loại thịt lợn này cũng được nhiều người ưa chuộng. Vậy, những trang trại chăn nuôi lợn Gascon hoạt động như thế nào? Giống lợn Gascon có đặc điểm nổi bật là bộ lông đen hoàn toàn, đầu mỏng và đôi tai to cụp xuống, che một phần mắt. Trọng lượng của lợn nái khoảng 250kg và của con đực là 350kg. Loài lợn này nổi tiếng với hương vị đích thực, nó không hỗ trợ chăn nuôi trong các chuồng trại khép kín hay nhà máy chăn nuôi. Nó được nuôi ngoài trời trong chuồng và cả trong rừng sồi. Lợn Gascon phải được nuôi ngoài trời từ 6 tháng đến ít nhất 1 năm trên các khu vực nhiều cây cối rậm rạp. Các khu vực này được tạo thành từ những đồng cỏ, chủ yếu là cỏ tươi, quả sồi và giun theo mùa. Điều này góp phần tạo nên chất lượng đặc biệt cho thịt của chúng. Người chăn nuôi được phép bổ sung vào khẩu phần ăn của chúng các loại ngũ cốc được trồng tại địa phương. Tuy nhiên, không cho ăn đậu nành hay ngô vì sẽ tăng lượng mỡ, do vậy chất lượng thịt bị suy giảm.
Mặc dù được chăn thả ngoài trời, nhưng chủ trang trại cũng cần đảm bảo rằng lợn Gascon có nhiều nơi trú ẩn khỏi các yếu tố thời tiết, đặc biệt là trong những tháng hè nóng nực hoặc mùa đông lạnh giá. Một chuồng lợn chắc chắn và được cách nhiệt thích hợp có thể giúp giữ cho lợn Gascon được an toàn và thoải mái quanh năm. Vì vậy, bất kỳ trang trại nào nuôi giống lợn này đều xây dựng chuồng trú ẩn cho chúng. Việc chăn nuôi giống lợn Gascon này không phải là điều dễ dàng. Để cho ra thịt có chất lượng tốt nhất, lợn Gascon phải được nuôi dưỡng cẩn thận và chú ý đến từng chi tiết. Những người nông dân nuôi giống lợn đầy thử thách này phải sẵn sàng dành thời gian và công sức cần thiết để đảm bảo vật nuôi của họ được khỏe mạnh, vui vẻ và được ăn uống đầy đủ. Thực tế, dù có rất nhiều thách thức, nhưng nhiều nông dân nhận thấy việc nuôi lợn Gascon là một trải nghiệm bổ ích để mang lại những sản phẩm thơm ngon và độc đáo. Giống lợn này có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt và có thể phát triển mạnh trong các hệ thống nuôi thả rông, môi trường rộng rãi. Thịt của nó được đánh giá cao vì độ mềm, ngon ngọt và hương vị đậm đà. Cấu trúc di truyền độc đáo của Gascon mang lại cho nó một kiểu vân cẩm thạch khác thường, làm cho thịt của nó nổi bật so với các giống lợn thông thường khác. Thịt thơm ngon và bản chất khỏe mạnh của loài lợn này khiến nó trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ trang trại nào, dù nhỏ hay lớn. Nếu bắt gặp con vật có hình dáng quái dị này, bạn có biết chúng là con gì không? Giống như gấu trúc, loài vật này chỉ có thể tìm thấy tại Trung Quốc. Và rất hiếm có ngoài tự nhiên, chúng có tên gọi là cá oa oa hay kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc. Loài cá này có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao nên ngày càng được mở rộng chăn nuôi và phát triển tại các trang trại. Đây cũng được coi là phương pháp bảo tồn giống cá quý hiếm này. Vậy, cá oa oa có đặc điểm và giá trị như thế nào? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Làm thế nào người Trung Quốc có thể nuôi nhốt cá oa oa? Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc là loài lưỡng cư hoàn toàn sống dưới nước, có thể dài tới 1,8 mét, chiều dài cơ thể điển hình hơn là 1 mét. Với cái đầu rộng và phẳng, đôi mắt nhỏ và thở bằng làn da nâu với những nếp nhăn và đốm thô ráp. Loài động vật khổng lồ này có thị lực kém và phụ thuộc nhiều vào khứu giác, xúc giác và rung động để săn cá, ếch và côn trùng. Đây là một loài động vật cổ xưa, một phần của dòng dõi có niên đại cách đây 170 triệu năm. Và hiện nay, sự kết hợp giữa việc đánh bắt quá mức, bệnh tật và mất môi trường sống đang khiến hóa thạch sống này có nguy cơ bị tuyệt chủng trong tự nhiên. Chu kỳ sinh sản kéo dài khiến quần thể khó phục hồi và quần thể đã giảm mạnh 80% chỉ sau vài thập kỷ, khiến loài này bị IUCN đưa vào danh sách cực kỳ nguy hiểm.
Vì loài động vật nguy hiểm nên Trung Quốc khuyến khích người dân mở rộng chăn nuôi nhằm mục đích bảo tồn. Vì vậy, số lượng cá oa oa được nuôi trong trang trại đã có số lượng lên tới hàng triệu con. Tình trạng bấp bênh của loài này trong tự nhiên hoàn toàn trái ngược với hàng triệu con kỷ nhông khổng lồ Trung Quốc được nuôi trên khắp đất nước. Tuy nhiên, các trang trại hầu như không thể duy trì quần thể sinh sản, dẫn đến phần lớn các cá thể sinh sản hoặc được đánh bắt trực tiếp từ tự nhiên, hoặc là hậu duệ thế hệ đầu tiên của những con được bắt từ tự nhiên. Dần dần, số lượng cá thể ngoài tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Chính vì lẽ đó mà Trung Quốc đã xếp cá oa oa vào loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia cấp độ 2. Tại sao cá oa oa ngoài tự nhiên gần như tuyệt chủng, còn trong trang trại chúng lại phát triển mạnh mẽ đến vậy? Bởi lẽ, các nghiên cứu chỉ ra rằng cá oa oa nuôi trong trang trại trải qua quá trình nhân giống nhân tạo đã phá hủy gen của các loài hoang dã hiện có, gây bất lợi cho sự tồn tại của chúng trong tự nhiên. Cho dù thả cá oa oa trong trang trại ra ngoài tự nhiên thì chúng cũng không thể sống sót. Có thể nuôi cá oa oa trong các bể lớn xây bằng gạch hoặc bê tông, có thể trả một lớp cát sỏi xuống bên dưới đáy bể để nó hấp thụ các chất bẩn. Ngoài ra, có thể thêm một lượng nhỏ rong biển và các loại thủy sinh nhằm tạo môi trường sinh thái như ngoài tự nhiên. Thực vật thủy sinh không chỉ làm tăng quang hợp mà còn tăng hàm lượng oxy trong nước, giúp cá oa oa chọn làm địa điểm sinh sản. Người ta nhận định rằng kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc ngoài tự nhiên đã rất hiếm để có thể tìm thấy. Vì vậy, có thể loài hoang dã này đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Mặc dù cá oa oa ngoài tự nhiên rất hiếm thấy, nhưng trong trang trại chăn nuôi, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chúng và thậm chí thưởng thức các món ăn từ cá oa oa. Tại sao người Trung Quốc lại ưa chuộng thịt cá oa oa đến vậy? Loài cá đặc biệt này có tuổi thọ lên đến tới 130 năm trong điều kiện nuôi nhốt và người ta tin rằng ăn nó sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy, những yêu cầu để chăn nuôi loài này như thế nào? Về nguồn nước, khi nuôi kỷ nhông nên sử dụng nguồn nước trong, mát, chảy như nước suối trên núi. Nhiệt độ nước phải được đảm bảo nghiêm ngặt, được kiểm soát trong khoảng từ 0 độ C đến 28 độ C, tốt nhất ở nhiệt độ khoảng từ 10 đến 22 độ C. Về chất lượng nước đòi hỏi lượng oxy hòa tan phong phú, các chất khoáng như nitơ, clorua, sunfat không được vượt quá nước tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản. Thay nước là công việc thường xuyên, giữ nguồn nước sạch, tạo điều kiện sống tốt cho cá oa oa sinh trưởng và phát triển. Thức ăn cho cá oa oa là các loài cá tạp, chúng có thể tự đớp con mồi và ăn chúng. Vì vậy, không cần phải băm nhỏ thức ăn.
Người ta tin tưởng loài cá này có giá trị dược liệu và dinh dưỡng cao, vì vậy thu hút không ít thực khách muốn trải nghiệm. Cá được chế biến thành các món xả, súp hoặc hầm đều rất ngon, bổ dưỡng. Rất nhiều người dân làm giàu từ nghề nuôi cá oa oa. Họ có thể bán với giá 1.000 nhân dân tệ, tức khoảng 140-150 đô mỗi kg. Bất kỳ loài vật hoang dã nào, nếu phát triển vượt mức số lượng đều trở thành tai họa, các loài chim cũng không ngoại lệ. Tại Anh, chim hoang dã tấn công gia súc hoặc vật nuôi trong trang trại làm con mồi, chúng gây ảnh hưởng lớn đến tình hình nông nghiệp của đất nước này. Vậy, hãy theo dõi hết video này để thấy cách người nông dân đối phó với các loài chim hoang dã bằng cách nào nhé! Nông dân tại Anh Quốc đối phó với loài chim bằng cách nào? Chim hoang dã gây ảnh hưởng không nhỏ đến trang trại cừu của người nông dân Anh. Bạn có tin rằng chim có thể tấn công và giết chết những con cừu non hay không? Những con quạ hoang dã thường rình rập lúc cừu mẹ sinh con và tấn công con non. Nhiều cừu con đã bị quạ giết chết, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đàn cừu chăn thả. Vì cũng trở thành con mồi khi bị chim hoang dã tấn công, mặc dù kích thước và trọng lượng lớn hơn chim ưng nhưng vì không thể phản kháng trước đòn tấn công chớp nhoáng của nó. Để bảo vệ loài vật nuôi trong trang trại, người nông dân Anh phải đối phó với những loài chim phá hoại này. Thực tế, tất cả các loài chim hoang dã ở Anh đều được pháp luật bảo vệ. Người dân không thể giết hoặc là bắt chim hoang dã hay làm hỏng trứng hoặc tổ của chúng để ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề do chúng gây ra. Trừ khi họ có giấy phép cho phép săn một số loài chim hoang dã nhất định như các loài quạ ăn thịt, chim ác hay bồ câu hoang dã. Chim bồ câu được coi là loài gây hại nông nghiệp số 1 của Vương quốc Anh khi gây thiệt hại lên tới hàng triệu bảng Anh mỗi năm, ảnh hưởng lớn đến nền nông nghiệp khi năng suất giảm từ 10-40%, thiệt hại tương đương 125 euro trên 1 hecta đối với hạt cải dầu, 250 euro 1 hecta đối với đậu Hà Lan, 350-1.250 euro trên 1 hecta đối với cây cải bắp. Ảnh hưởng tới cây nông nghiệp hàng năm bao gồm ngũ cốc, cải bắp, cải dầu, đậu Hà Lan, chim bồ câu gây hại làm giảm năng suất, chất lượng, hình thức và khả năng bán được của cây trồng. Chúng cũng gây thiệt hại cho các khu vườn và khu đất. Vì vậy, việc săn bồ câu hoang là hợp pháp. Để đi săn hiệu quả nhất, người ta dùng súng trường làm vũ khí chính trong các cuộc đi săn. Việc bắn chim săn được thực hiện bằng cách sử dụng súng săn, thường là cỡ 12 và 20, hoặc cỡ nòng chấm 410. Việc săn thú hoang dã
đã khó, săn chim cũng có độ khó gấp nhiều lần vì chúng bay trên bầu trời hoặc đậu trên cây ở khoảng cách xa. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến chúng giật mình bay đi. Vì vậy, thợ săn cần ngắm bắn chuẩn xác và phải có sự kiên nhẫn, rất khâm phục tài năng của những người thợ săn này khi họ ngắm bắn và hạ gục con mồi chuẩn xác. Không chỉ dùng súng, thợ săn cũng có thể dùng chó của họ trong chuyến đi săn chim hoặc gà lôi. Điều này giúp tăng hiệu quả thu hoạch. Chó rất giỏi đánh hơi vị trí của con mồi và nhờ đó, thợ săn dễ dàng tìm ra địa điểm nào có nhiều gà lôi sinh sống nhất. Vì thích chạy bộ nên chúng cũng dễ dàng bị chó hạ gục. Hãy nhớ rằng, không phải bất kỳ con chó nào cũng trở thành thợ săn cừ khôi. Chúng phải được huấn luyện và đào tạo để trở thành chó săn chất lượng. Việc săn bằng súng tại Anh Quốc ngày càng được phổ biến, nhiều người coi đó là trò giải trí và tụ tập cùng nhau thực hiện các chuyến đi săn. Hạ gục những con chim đang bay trên bầu trời gần như là điều không tưởng và hiếm có ai thực hiện được điều đó. Những con chim sau khi săn sẽ được xử lý như thế nào? Chim bồ câu hoang dã hay thịt gà lôi là loại thịt tự nhiên, được thả rông và là một trong những loại thịt tốt nhất cho sức khỏe. Nó chứa ít cholesterol, giàu protein và có vị rất là ngon. Vì vậy, người ta sẽ ăn chúng, chế biến thành các món ăn ngon miệng.